Đây không phải là ảo thuật, đây là một thí nghiệm khoa học thực sự. Quả bóng bàn ban đầu có thể nổi lên, đặt ở đáy cái phễu, đổ nước vào bên trong, bạn sẽ nhận ra rằng quả bóng bàn thực sự không nổi lên. Lấy ra một bông hoa hồng trắng, cắt thân hoa thành 4 phần, chèn vào 4 loại màu sắc khác nhau, để yên qua đêm, bạn sẽ có được một bông hoa hồng 7 màu tuyệt đẹp. Đặt một sợi dây bông lên viên đá, bạn có tin không? Chỉ cần rắc một chút muối, bạn có thể dễ dàng nâng viên đá lên. Đó chính là nguyên lý làm tan tuyết bằng muối. Rải một vài hạt muối trên bàn, đặt quả trứng gà lên, nó sẽ đứng im chứ không bị đổ. Nếu điều khiển từ xa chỉ có một viên pin thì phải làm sao? Chỉ cần dùng một sợi dây sắt kết nối cực dương và cực âm của điều khiển từ xa. Điều khiển từ xa có thể sử dụng bình thường. Lấy lá nhôm trong kẹo cao su, cắt thành hình dạng như trong video. Đặt hai đầu tương ứng với cực dương và cực âm của pin. Bạn có thể đốt lửa khi đi dã ngoại mà chẳng may quên mang bật lửa rồi. Cuộn giấy thành hình trụ bằng bút, đặt nghiêng trên miệng cốc, đốt cháy phần đỉnh. Bạn sẽ thấy khói trôi xuống, tạo thành thác nước trắng hùng vĩ. Đưa hai cây bút vào nước muối, tiếp xúc với cực dương và cực âm của pin ở trên. Bạn sẽ thấy khí hydrogen và oxy phân giải ra khỏi nước.